Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay trong câu chuyện văn học cuối tuần như thường lệ có sự đóng góp của ông Nguyên Doanh. Xin mời ông gửi lời chào khán giả. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Và Nguyên Doanh cũng xin gửi đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 ở sau ở OS County 16.8 trên San Jose và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới, được lời chào trân trọng và dồi dào sức khỏe thưa anh. Kính thưa quý vị, hôm nay anh em chúng tôi bàn về một nhà thơ lâu nay mà quý vị không bao giờ ngờ. Chúng ta thường nói rằng là địa linh thì nó sinh nhân kiệt. Quả nhiên Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết là cái vùng Bình Thuận mà nó tạo ra rất nhiều nhân tài. Như trong lúc anh em chúng tôi bàn thảo thì chú Doanh nhắc đến Nhật Trường. Vâng, là Anh Khoa. Anh Khoa. Chế Linh. Chế Linh. Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử. Rồi cây đàn, guitar, vô thường. Toàn là những cái nhân vật xuất chúng. Và hôm nay chúng ta bàn đến nhà thơ Bắc Sơn. Dạ vâng. Xin mời chú. Và kính thưa quý vị, qua những cái lời mà trân trọng giới thiệu lên, coi như là một cái đất Phan Thiết Bình Thuận là một cái địa linh nhân kiệt, thưa anh. Rất là đúng. Vâng. Tại vì đó, như hai anh em tôi vừa nêu lên, tất cả những nhà thơ, là nhà nhạc, là ca sĩ vân vân cũng đều xuất phát tại tỉnh Bình Thuận, tỉnh Phan Thiết. Vâng. Và kính thưa quý vị, ông Nguyễn Bắc Sơn cũng không ngoài những người nổi tiếng ở đó. Vâng. Thì ông Nguyễn Bắc Sơn á, là tên khai sinh là của ông là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1944 tại Phan Thiết Bình Thuận. Và cái ông này á, thời gian tới đây thì anh Dương Đại Hải sẽ phân tích đến quý vị một cái người thơ này, nó rất là chứng từ, kính thưa quý vị. Tức là năm 15 tuổi ông đã lên nghĩa địa cắt cổ tay nằm chờ chết. Vâng. Rồi không may cho ông là có cái người họ vô thăm nghĩa địa đó, họ cứu ông á. Vâng. Rồi nhưng mà cái suy nghĩ cái đầu ông muốn chết nữa. À. Đó, sau này ít nhất ông còn nhảy lầu 3 lần nữa để ông tự tử mà ông cũng không chết. Cho nên cái ông này còn nặng nợ má đào lắm đó thưa anh. Vâng. Dạ vâng. Và cha của ông Nguyễn Bắc Sơn là cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954. Và mãi đến 30 tháng 4 năm 1975 thì ông được về. Vâng. Vâng. Và ông về đoàn tụ với gia đình và ông mang cấp bậc là cấp bậc đại tá anh. Vâng. Và là phó chủ nhiệm cục chính trị quân khu 6. Mà sau một thời gian ngắn ông về, ông đoàn tụ với gia đình thì ông bị một cái tai nạn xe hơi và ông mất năm 1962 thôi. Vâng. Đó. Và trước 62 là 82. Năm 62. Đó là ông chắc em năm 75 ông về thì chắc là về sau đó chứ. Vâng. Chắc 82 mà tại Yên Lộn. Vâng, tại Yên Lộn, vâng, vâng. Dạ. Và trước năm 1975 á, ông Nguyễn Bắc Sơn á, là binh nhì thôi. Vâng. Lính địa phương quân của chính quyền Sài Gòn thời gian này, ông có tập thơ Phản Chiến in ở Sài Gòn năm 1972. Vâng. Là Chiến tranh Việt Nam và tôi gây, vâng, được tiếng vang trong giới văn nghệ của miền Nam. Thơ Nguyễn Bắc Sơn từng đã được nhiều bạn đọc ưa thích ngân nga trong các quán văn nghệ ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Sài Gòn và Cần Thơ thôi. Vâng. Và Nguyễn Bắc Sơn là cái con người đa tài, rất giỏi tiếng Anh, nghiên cứu sâu triết Đông và triết Tây nữa. Dạ. Là ông này cũng có học vấn nữa chứ, vâng, thưa vâng, anh. Vâng. À, đặc biệt là kinh dịch và triết học Phật giáo. Ồ, mà em không hiểu là ông đã kinh dịch và triết Phật giáo như vậy mà là sống ở trong một cái cõi mà là cõi ta bà mà là ông làm em cũng hơi khó hiểu về, vâng, ông này. Vâng. Vâng. Và Nguyễn Bắc Sơn cư ngụ tại thành phố Phan Thiết. Và vợ của ông á, đặc biệt bà Xuân Hồng cũng là một ca sĩ. Ca sĩ. Vâng. Và cùng thời với chị Danh Thúy lên, thưa, vâng, anh. Và đã từng có mang cái giọng ca trên đài phát thanh ở Phan Thiết, Sài Gòn. Và nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn đó qua đời bệnh tim vào lúc 8:50 sáng ngày 4 tháng 8 năm 2015 tại nhà riêng ở Phan Thiết, thưa, vâng, anh. Đó là cái tiểu sử mà anh em biết được. Cái thực sự ra Nguyễn Bắc Sơn đó thì thơ ông ấy thì nó cũng không có được dồi dào. Vâng. Và nó cũng không có được trịnh trọng cho lắm, thành, vâng, ra có ít người biết đó thưa anh. Vâng. Chú Doanh nói rất đúng thưa với quý vị. Chúng ta chỉ có một câu thôi, là dù gì đi nữa thì cũng là dân Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết là những cái dân gọi là dân tuyệt vời, chúng ta phải dám mắt mà ca tụng. Lý do là vì nói đến vấn đề mà cái thời đại Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi không cần phải đợi đến các ông quan ông tướng mới là những nhân tài. Vâng. Ông này là một binh sĩ địa phương quân, ông trường Trần Điện Thanh chỉ là một hạ sĩ. Vâng. Thấy không quý vị, thấy không, thế mà toàn là những cái người để lại trong
cho đời những cái kiệt tác. Cho đến bây giờ ai mà quên được Trần Thiện Thanh mới là một người giỏi. Vâng. Không có về tình yêu thì cũng có về đời lính. Lính. Không có đời lính thì cũng có nói về sự hy sinh thời chiến tranh. Vâng. Thân phận của người con trai Việt Nam trong cái thời chiến tranh nó tạo nên nhiều cái khuôn mặt mà chúng ta không ngờ. Trong đó phải kể đến ông Bắc Sơn này. Ông Bắc Sơn này là một thiên tài, giống như là các thiên tài khác của vùng Phan Rang, Phan Rí, Bình Thuận, nhưng là một thiên tài bất đắc chí. Đúng anh. Chúng ta phải nói như vậy. Nếu không tại sao 15 tuổi đã đòi tự tử? Đúng, yeah. Mà lại tự tử là phải đi vào trong nghĩa địa để mà nằm xong rồi lại cắt mạch máu mà giờ không chết. Chết. Yeah. Rồi sau đó lại đến 3 lần nhảy lầu. Quý vị thấy là chúng ta phải công nhận họ là những siêu nhân. Yeah. Siêu nhân họ có một cái đời sống khác thường. Vâng. Họ nhìn cuộc đời một cách không phải là bi quan, cũng không phải là lạc quan, mà làm cái tình trạng gọi là bất đắc chí. Tôi xin đọc vài câu thơ của ngài. Chẳng hạn như là bài thơ Đại Lãn mà ông Doan Nhung vừa đưa cho tôi. Lúc tuyệt nhất là lúc chờ sung rụng. Đúng. Quý vị thấy không? Trong cuộc đời của mình có ai mà liệu là nằm chờ sung rụng mà là cho tuyệt nhất đâu. Nhưng mà đối với bác Sơn, nằm sung chờ sung rụng là tuyệt nhất. Vì con người trong cái lúc mà sung rụng đó là con người nó gọi là bi quan. Chờ thời nữa anh. Chờ thời. Dạ. Không còn cái gì cả để mà có thể giải quyết. Thôi chúng ta nằm chờ thời sung rụng. Cho đấy là một cái trạng thái sống mà chúng ta không thể nhìn với một con mắt bình thường. Nằm lơ mơ trên ghế dựa ngoài hiên. Đã nằm chờ sung rụng một con người là còn đang mơ màng. Đấy, quý vị thấy cái trạng thái của một con người đối với cuộc sống như là bác Sơn chưa? Con chim sâu mày nhắm mắt lim dim. Ông ấy nhân cái khóa một con chim để cho ông thấy rằng ngay cả một con chim sâu mắt nó cũng đang lim dim mơ màng, thì tác giả cũng đang chờ sung rụng. Rồi mới hót, mới thật là díu dít. Có một loài chim sâu mà nó hót là díu dít không? Đó. Tôi dập sách vì sách là lá mít. Trong cái trạng thái không còn nghi ngờ tin tưởng vào cuộc đời, ông ta cũng không còn tin tưởng vào chữ nghĩa của đúng thánh hiền. Yeah. Cho nên ông mới nghĩ rằng sách vở chỉ là những cái lá mít thôi. Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang. Là vì trong cái cơn đói của một con người không có gì giá trị bằng một củ khoai lang mới có giải quyết được cái trận đói. Thơ tí rồi sách vở nó không đem lại một cái hậu quả tốt đẹp. Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man. Ông ta còn có một cái trạng thái chủ quan. Theo ông ta, cái vấn đề nghĩ ngợi lan man đó là một cái tuyệt vời nhất của một cái thái độ sống. Không ngọt bùi bằng một củ khoai lang. Không nhẹ nhàng như nghĩ ngợi lan man. Không thẳng thốt như vừa nghe gió hát. Bậc thánh triết là những tay biếng nhác sống khề khà quanh bữa tiệc nhân sinh. Quý vị thấy con người ta khi nó đã có một cái thái độ tiêu cực đối với cuộc đời thì người ta măng phú, bỏ hết tất cả vấn đề, ngay cái vấn đề thiêng liêng. Thần thánh cũng chỉ là thi vị hóa, nhân cách hóa, chứ thật ra họ cũng chỉ là những người lười biếng. Giờ ông quá bất đắc chí. Quý vị đã thấy một con người bất đắc chí chưa? Rồi cho rằng những vị thần thánh chỉ sống khề khà để chờ người ta cúng kiến những cái bữa tiệc nhân sinh, kết bạn bè cùng cây cỏ vô minh, rất chán ghét những trò chơi thế sự. Ông ta bất mãn cuộc đời. Ông ta không còn tin tưởng vào cuộc đời. Đời chỉ là những cái trò chơi láo lếu mà ông ta rằng đấy làm cho người ta bất mãn. Thì nếu mà với những cái người mà đang có cái tâm trạng bất đắc chí nên đọc thơ của Bác Sơn. Đúng rồi. Để có thể giải tỏa được những cái sự u uẩn ở trong tâm hồn. Để chúng ta có thể tìm được một cái sự thanh thoát qua khỏi cái bể trần tục. Rất chán ghét những trò chơi thế sự. Trò thế sự khiến con người mệt lừ. Quý vị đã thấy chưa? Ông ta đã chán ngán được cuộc sống. Ông ta đã mất niềm tin nơi cuộc sống. Và ông ta trở thành một con người mệt lừ vì cuộc đời. Khiến con người quên cả ý nghĩa du sinh. Quên trăm năm trong cảnh giới hữu tình. Là tặng vật đất trời kia gửi biếu. Và vĩ nhân là những tay láo lếu. Đấy, thần thánh là những người lười biếng. Còn nói vĩ nhân là những cái tay xạo. Đối với ông ta trong quan niệm cuộc đời không còn cái gì có thể bám víu. Đó là lý do 15 tuổi vào nghĩa địa để tự tử, thưa chú. Dạ vâng, thưa cảm ơn tất cả những cái lời mà phân tích của anh vâng. Về nhà thơ Bắc Sơn. Thì anh Dương Đại Hải cũng nhen nhúng trong cái tư tưởng để suy nghĩ. Nếu mà ai mà chán trường thì hãy đọc thơ Bắc Sơn. Nhưng mà thôi em xin phép anh và xin quý vị Nguyễn Anh Can. Không như vậy. Tại vì cái đó nên nó làm cho mình càng u uất và u uẩn. Bi quan thêm nữa. Đúng. Thì kính thưa quý vị, như là Nguyễn Anh cũng nói là ông đã có một cái người vợ là bà Xuân Hồng đó.
thì là cùng thời với chị Thanh Thúy. Qua cái bài thơ anh Dương Đại vừa diễn tả những cái mà bất mãn hư vô của anh á, thì ông làm một bài thơ tình tháng chạp cho em. Nguyễn Danh xin gửi đến quý vị: cảm ơn em đã viết cho anh những bức thư tình, tình thảo nguyên hoa quỳ vàng đắm đuối. Em không nói tiếng người, em nói tiếng chim, em nói bằng tiếng suối. Tiếng em nói thơm ngát suối hồn anh. Cảm ơn em đã đi cùng anh trong khu vườn xanh, vườn chữ trái, trái hầm như trái ngực. Anh thương những hàng cây suốt ngày bực tức vì giận mình sao chưa biết đi. Dù cho cây biết đi như mây bay, vẫn còn thua bước chân người tình đầy dấu ấn. Hay quá. Khi loài chim bước tình cờ tha thần là lúc tâm hồn anh đầy dấu chân. Cảm ơn ngôi nhà em, ngôi nhà đã bao dung người thiếu nữ. Tuyệt vời. Vừa ngọt ngào vừa cay đắng như em, những đêm mưa em có thắp ngọn đèn để chiếu sáng những góc lòng đen tối. Thôi, cầu chuyện tình nói cho nhiều rồi cũng vậy, trăm năm dài rồi cũng sẽ đụng ngàn năm, tất cả sẽ qua đi, điều gì còn ở lại, một đóa hoa quỳ trong cõi trăm năm. Hay. Anh thấy cái bài mà anh vừa mới diễn tả với cái bài này, hai cái nó phương trời cách biệt. Chính và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, anh Dương Đại và Nguyễn Danh sẽ trở lại với chương trình. Dạ vâng.